Hello chị Cherry Hồ nè, hello chị Liên Kim. Vô like của em rồi á, đầu tiên là mình phải chia sẻ like liền mấy chị ơi. Tại vì biết sao không? Hầu như là like nào em cũng sẽ có tặng quà đầu like cho mình á. Chia sẻ like, tương tác, comment mẹ tặng luôn. Đẹp ơi là đẹp cái xếp này. Tới ba màu luôn.
hát phim đi. Hát phim hay là gì cái gì đó đi cho thua. Cái đầm hoa nhí một tiếng này ngon. Đó, cái đầm hoa nhí một tiếng đó. Rồi, em tặng cái set này trước nha. Sau đó em sẽ tặng một cái đầm hoa nhí cho mình luôn. Đó, chuẩn bị bây giờ quay tặng cái set này trước nè. Màu em mặc là màu hồng, màu xanh phim và màu nâu luôn. Tổng cộng là 3 màu cái mẫu này giúp em nha mấy chị ơi. Chuẩn bị em quay tặng nha. Mình vô like rồi, tranh thủ chia sẻ like, comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em. Tương tác tốt, chia sẻ like nhiều là sẽ được tặng thôi nha mấy chị ơi. Bao đẹp luôn á. Rồi, em sẽ tặng cái set em đang mặc trước, sau đó em sẽ tặng tiếp cho mấy chị cái đầm này nha. Đó, mình chia sẻ like nhiệt tình, comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nè. Đó nha, đầm này bao cưng luôn. Mẫu này 40kg tầm 53, 54kg mình mang vừa. Rồi đây nha mấy chị ơi. Rồi, em chuẩn bị quay tặng set đang mặc trước nha mấy chị ơi. Đang mặc là có màu hồng, màu xanh lim, màu nâu. Rồi chuẩn bị quay tặng cái set này trước nè. Sau đó sẽ tặng cái đầm hoa này. Đó, mình cứ chia sẻ like nhiệt tình giúp em. Về comment lên chữ tặng nhiệt tình lên giùm em này được nha. Rồi chuẩn bị quay tặng cái set đang mặc trước. Rồi em quay tặng set đang mặc trước liền liền luôn nè mấy chị ơi. Đấy nha, quay tặng liền cho mấy chị luôn. Sau đó sẽ tặng thêm một cái đầm này nữa. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị ơi. Đây đầm tím, còn em mặc lẻ set này, bao đẹp luôn á. Tặng set trước, tặng đầm sau nha. Set em sẽ tặng trước là đầm tặng sau. Rồi em đang vô đây luôn. Rồi em quay liền luôn nha mấy chị ơi. Quay liền luôn đây. Mẫu em mặc có tới 3 màu, giá cực kỳ là rẻ luôn. Em chơi game xong liền báo giá cái set này liền cho mấy chị luôn nha. Có tới 3 màu cho mình chọn. Form 40kg tầm 55, 56kg mình mặc ok vừa giúp em nha. Rồi đây, chị đầu tiên nè. Chị An Phúc nha, chị An Phúc ơi. Chị nào được trúng game bên em á, lưu ý là mua thêm hàng để bên em gửi kèm nha mấy chị ơi. Vậy rồi, chúc mừng chị An Phúc nha chị ơi. Chị An Phúc nè, An Phúc nha chị. Rồi chị An Phúc lấy màu gì thì mình comment màu lên giúp em luôn nha chị ơi. Rồi lấy màu gì comment màu đó lên giùm em nha. Rồi bây giờ set lại đã tặng xong rồi nha mấy chị. Bây giờ em chuyển qua tặng cái đầm hoa màu tím này. Rồi đây nha. Rồi cái đầm này đẹp ơi đẹp luôn á. Đây giùm em nha mấy chị ơi. Rồi xong set rồi nha. Chị An Phúc comment lên liền giúp em là lấy set màu gì, mình báo màu giúp em nha. Có màu nâu, màu xanh minh và màu hồng luôn nha chị. Đó, nâu, xanh, minh và hồng luôn giúp em 3 màu. Set này 40, tầm 55, 56kg mặc ok vừa set này luôn. Bao cưng luôn mấy chị ơi. Giá thì cực kỳ rẻ rồi nha. Rồi bắt đầu em lên liền cái đầm tặng này cho mấy chị nè. 40kg tầm 53, 54kg mặc ok vừa cái đầm này nha. Rồi em lên liền cái đầm tặng này cho mình nha mấy chị ơi. Chị An Phúc ơi, lấy màu gì bé màu lên liền. Màu gì? Sao không thấy đây, sao review được. Xanh minh được không? Lấy màu xanh nè. Rồi em quay tặng cái đầm này liền luôn nha mấy chị ơi. Xong sau đó là em lên hàng bán nha. Rồi bắt đầu quay tặng cái đầm này luôn. 40kg tầm 53, 54kg mang vừa. Cái cà đâu không? Cà đâu? Rồi đây nha, chuẩn bị em quay tặng cái đầm này luôn. Số động lên hàng bán cho mình nha. Hôm nay cũng có nhiều hàng mới rất là đẹp luôn. Hôm nay có áo lỉ, áo vuông ôm, áo kiểu nè. Rồi đây nha mấy chị ơi, em quay tặng cái đầm liền liền luôn cho mình nha. Rồi em đem quay tặng cái đầm cho mình nha mấy chị ơi. Đầm 40kg tầm 53, 54kg mặc ok vừa nha. Đó em đem quay tặng cái đầm này luôn. Bộ em mặc là có tới 3 màu, giá là em báo giá luôn nha. Bộ em mặc mấy chị ơi, form 40kg đến tầm 55kg, 56kg là mặc ok vừa nha. Đó, cổ là có phối ren mà có thêu cho mình luôn. 119.000 đúng không cô giá em? Giá là 119.000 nguyên cả set đang mặc nha mấy chị ơi, màu rất là đẹp luôn. Vậy rồi cái đầm hoa là tặng cho chị Kim Cương nha chị Kim Cương ơi. Kim Cương là nhớ mua hàng kèm theo bên em gửi chung với hàng tặng nha chị. Lên địa chỉ số điện thoại luôn nha Kim Cương ơi. Rồi Kim Cương. Cái đầm hoa
Ê này ơi, rồi bắt đầu lên hàng bán luôn nha mấy chị ơi. Rồi mẫu em mặc nha mấy chị ơi, xếp này giá là 119.000 một xếp nha. Em có màu em đang mặc là màu hồng, màu xanh minh. Màu hồng, màu xanh minh và màu... Rồi chị Kim Cương, lên địa chỉ số điện thoại nha chị Kim Cương ơi. Rồi nhớ mua hàng kèm theo đi, em gửi chung hàng tặng cho chị nha. Rồi xếp em mặc đây có tổng cộng là 3 màu. Xếp em mặc có tổng cộng là 3 màu nha mấy chị ơi. Giá là 119.000 một xếp thôi nha, cực kỳ rẻ và rất là đẹp luôn cho mình. Áo là toàn bộ cái phần áo của nó là thêu hoa và có phối riêng nha. Nên nghỉ tới 3 ngày luôn, 6-7 chủ nhật, 6-7 nhật luôn. Đầm dài que gói chị, hôm nay chủ yếu áo lại trong váy là nhiều nha. Rồi xếp em mặc giá là 119.000 một xếp nha. Đầm xếp em mặc giá là 119.000 một xếp nha mấy chị ơi. Màu này là màu em mặc là chút em là màu hồng nha. Màu hồng nè, màu hồng. Rồi màu này là màu xanh minh, giá 119.000 một màu xanh minh giúp em. Rồi màu này là màu kè phơ sữa nha mấy chị ơi. Kẻ xếp là gồm một áo nè, đi với lại một cái chân váy chập ly, dáng dài giúp em luôn nha. Từ 40kg đến tầm 55-56kg là mình mặc ok vừa cái xếp này nha mấy chị ơi. Đó, chị nào lấy xếp này chốt là em là xếp 119.000 kèm màu nha. Đó, xanh minh nè, em đang mặc là màu hồng. Dân dân đang mặc màu hồng mấy nhân. Rồi 119.000 một xếp giúp em nha mấy chị ơi. Màu xanh minh cho xuân rồng hoa. Dân dân màu hồng, xanh minh cho xuân rồng hoa. 119.000 thôi nha mấy chị ơi. Rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Xếp này đang cực kỳ là hot luôn cho mình. Đó, chân váy là chân váy dáng dài thế này. Về đó là dập ly nhí nha mấy chị ơi. Áo nè, form đẹp, cực kỳ đẹp luôn. 40kg tầm 55-56kg mình mang vừa. Cái phần cổ này mấy chị yên tâm nha, toàn bộ nó là thêu hết luôn, không phải là in vô đâu nên mình yên tâm nha. Đó, thêu hết vô giúp em nè và có phối riêng theo cái viền này luôn. Rồi chị nào lấy màu gì chốt liền màu đó giúp em nha. Xếp đang mặc giá là 119.000 nha mấy chị ơi. 119 thôi nha, giá 119.000 giùm em. Giá là 119.000 một xếp giúp em nha mấy chị ơi. Đó, ai lấy màu gì comment màu đó giùm em nha. Màu hồng nè, màu kem phơ sữa nè, với lại màu xanh minh luôn. Xếp này có tổng cộng là 3 màu nha, giá là 119.000. Giá 119 nha mấy chị ơi. Cho chị áo kero lên đây ngon. Kero với lại chân váy. Chân váy đen thế này. Không xin được. Rồi vậy. Chị ơi, thốt ra vô lại nha chị. Mẹ bình thường mà đang quá tay ngon nên muốn tăng lời thì mặc sao được, tay yếu rồi. Rồi bộ em mặc giá là 119.000 nha mấy chị ơi. Đúng rồi, xin bình thường mà đã 119.000, chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Ủa, xếp này em thấy cưng lắm luôn nè, mà sao chị em mình không thích cái xếp này ta. Xếp này đang rất là hot luôn, mấy chị hotker bán nhiều lắm luôn và em cũng phải nhập về bán cho mấy chị, tại vì xếp này thấy đang rất là hot luôn mấy chị ơi. Mẹ bán giá cực kỳ rẻ luôn nha, giá chỉ có 119.000 thôi cái xếp này, giá là 119 giúp em nha. Rồi 40 đến tầm 55-56kg mặc ok vừa xếp này giùm em nha. Hồng xanh minh kè phơ sữa luôn, ba màu. Rồi ba mẫu luôn. Rồi em quay mẫu liền liền cho mấy chị nha, không thích mẫu này em quay mẫu liền luôn. Rồi tương tác chia sẻ like mặt tay lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái chân váy này, nếu như mà chân váy này mà bán không là cũng phải 60-65, chân váy này bao nhiêu ký mà cũng vừa hết. Rồi em lên một cái mẫu này cho mấy chị nè. Chân váy màu đen, chân váy này em có size luôn, S, M, L, B size. Và áo caro là cũng có nhiều màu. Chân váy đen này thì nó có vùng bên trong cho mình luôn nha. Rồi tương tác chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em nha mấy chị ơi. Chân váy này có lốt vùng bên trong. Rồi áo thì áo có nhiều màu luôn. Chị ơi, kéo ra giùm em nè.
em béo này, chân váy là có size, chân váy là em có size S, M, L, B size luôn nha. Trời đẹp quá. Áo này mình mặc cổ vuông được, mình mặc trở vai được luôn. Rồi, áo này giá cực kỳ là rẻ luôn nha mấy chị ơi. Chị có giá là 65.000, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết luôn. Còn chân váy của em là đó, chân váy nó có nút bọc vải kèm theo, nó có súp ly hai bên cho mình. Và em có đủ size S, M, L, B size cho mình luôn nha mấy chị ơi. Áo này mặc cổ vuông được, mặc trở vai được. Mình thích mặc kiểu nào mình mặc kiểu đó giùm em nha. Áo chỉ có 65.000. Form từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết cái áo này giúp em luôn nha. Em bắt đầu lên màu áo này luôn nè. Rồi, chân váy là coi chân váy nhiêu mà. Chân váy là 75.000, áo là 65.000 giúp em. Nãy em nói nghỉ vài ngày hả gái? Ủa đâu có đâu. Có không? Đâu có đâu chị mẹ Khánh Linh ơi, đừng làm em hết hồn nha chị. Em đang làm hẹn với chị 1 giờ em like mẹ đâu nghỉ gì đâu nè. Nãy em nói nghỉ vài ngày đâu có đâu chị. Rồi áo này em nha, 65.000 một áo nè. Áo này em có màu luôn nha mấy chị ơi, bắt đầu lên màu áo này cho mấy chị chọn màu nha. Rồi chờ em xíu nè, áo này vải beo đẹp beo mát luôn. Từ 40kg nè đến 60kg mình mặc ok vừa hết luôn giúp em nha. Rồi đây, áo này em có màu luôn. Mấy chị thích mặc trở vai thì mặc trở vai nha, còn thích mặc cổ vuông lên thì mặc cổ vuông lên. Đó, bình thường mặc sao cũng được hết. Mình mặc cái mặc kiểu này mình cảm thấy thoải mái là được nha. Đó, màu đỏ nè. Em đang mặc là caro đỏ, 65.000, vải siêu đẹp luôn. Chân váy là 75 có vùng bên trong. Rồi áo em mặc là chốt em là caro đỏ 65.000 caro đỏ. Đang nghỉ 3 ngày. Caro đỏ 65.000 caro đỏ. Cái này chốt lấy em là caro màu vàng. Đây, cái nền của nó là nền màu vàng nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn áo này giúp em nha, vải đẹp cực kỳ luôn. Giá là 69.000. Để không, em nói là con gái em á chị. Rồi đây, màu vàng em nha. Cái này là caro tím mấy chị ơi, caro tím. Và cái này là caro màu xanh nhạt. Đó, caro màu xanh nhạt. À, em nói bí nè con em nghỉ học á. Áo này chị mang vừa nha, chị Nguyễn Mỹ An ơi. Trâm Nguyễn trong váy xanh lờ. Rồi tương tác chia sẻ like mạnh tay lên giúp em nha mấy chị ơi. Không ngon. Trâm Nguyễn ơi cho chị địa chỉ số hội trên like luôn nha Trâm Nguyễn ơi. Áo em mặc là 65.000 nha mấy chị ơi. Cái này em có caro màu đỏ nè. Rồi caro màu vàng luôn. Cái này là caro màu tím. Và caro này là caro màu xanh nhạt nha mấy chị ơi. Vải thì yên tâm giùm em nha. Vải beo xịn beo đẹp luôn. Chỉ có 65.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn nha. Hồng vân caro xanh nhạt nè. Chân váy có lốt quần thun bên trong nha phụ Ruby ơi. Đây quần thun của nó luôn nè. Chân váy có lốt quần thun bên trong giùm em nha. Beo đẹp luôn cái chân váy này. 75.000 chân váy đen. Caro tím với chị Nguyễn Mỹ An. Xanh nhạt cho Phạm On. 65.000 áo thôi mấy chị ơi. Rất là rẻ luôn nha. Dân dân lấy màu em mặc hay sao chị? Caro đỏ cho chị Hè Duyên. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa áo này. Mặc trở vai cũng được. Mặc cổ vuông lên cũng được luôn nha. Mặc xem mình cảm thấy thoải mái là được nha mấy chị ơi. Màu đỏ cho Huyền Diệu màu đỏ. Huyền Diệu đỏ. Chị đọc có em quăng quay rồi em nhét đi sau. Có ai rồi bây giờ còn xanh nhạt không? Rồi xanh nhạt còn không? Xanh nhạt cho Trang Huyền Nguyên xanh nhạt. Chân váy là em còn size. Chân váy là size S, M, L, B size nha mấy chị ơi. Chân váy 75.000 có quần bên trong. Rồi áo em còn nè. Rồi chân váy từ từ em đo eo nha. Trang Nguyễn từ bỏ chân váy luôn hay không? Chờ em xíu nha, em chốt áo xong rồi em đo eo chân váy nha mấy chị nha. Còn hỏi em vừa không, vừa không. Cả tháng nay chị không gặp em luôn á Trang Nguyễn. Nhiều khi em lên ký hay là em xuất ký làm sao đúng không? Từ từ nha, để em coi thử S, S, M, L á. Trong váy này thì nó không có co giãn đâu mấy chị. Vải của nó giãn gòn gòn như vải tuyết mưa vậy á. Nó không có co giãn nha, mà nó có quần bên trong, quần thun bên trong cho mình luôn. Rồi áo này 65.000, từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa cái áo này giúp em nha. Còn chân váy thì em đo cái eo rồi em đổ nha. Áo xong chưa con? Xong rồi. Còn màu gì? Còn một cái
còn màu tím và màu này là màu vàng nhạt nha. Tím vàng nhạt hai màu, màu đỏ em hết rồi nha mấy chị ơi. Còn tím còn vàng nhạt. À 60 ký chắc không vừa trong quán này đâu em. Bên chị hiện tại bây giờ chị ship đi thôi nha Trang Nguyễn thôi. Ship đầu tiên là em kêu ở sau rồi chị Nguyễn Mỹ An thôi, chờ em chút nha. Rồi áo này chỉ có 65.000 thôi. Áo này hiện tại còn màu vàng với màu tím hai màu. Xong cái đó rồi đo em ở trong quán chị nha. Rồi áo này không lấy lè thiệt luôn á, tiếc ơi là tiếc luôn nha. Áo này bao đẹp cho mình luôn nè mấy chị ơi. Tay nó hơi phồng phồng luôn. Màu em mặc là màu vàng nhạt, đẹp ơi đẹp nha. Chân váy còn để em đo eo thử rồi em độ cho. Đó em mặc cổ vuông cũng được, mặc trở vai cũng được luôn nha. Đây không mặc trở vai là em đang mặc cổ vuông đây chị. Rất là đẹp luôn, mình mặc cái kiểu này mà mình cảm thấy mình thoải mái, nó không có bị gò bó thì mình mặc nha. Rồi, ai lấy áo nữa thì chốt lên giúp em, màu em đang mặc là màu vàng nhạt. Đẹp xỉu áo này không lấy trời tiếc luôn nha. Chỉ còn màu vàng nhạt là màu tím nè, hai màu giùm em áo này. Tím nè mấy chị ơi, caro tím, màu tím đang rất là hot hit luôn. Em mặc là caro màu vàng nhạt, mấy chị nhìn cái caro của nó này. Mà vải rất là mịn, mịn mượt, mát cực kỳ luôn nha, mà giá chỉ có 65.000. L là eo 74 trở lại vừa. Chị San M tầm eo 72, còn S là tầm eo 68 đổ lại nha mấy chị ơi. Áo này 65.000 giúp em nha. Em còn màu tím và màu vàng nhạt hai màu mẫu này. Rồi chân váy là size S là eo 68 đổ lại. Size M là eo 72 trở lại và size L là eo 74 trở lại giúp em. Đúng rồi á, nó cách nhau 2 cm ngon. Wow. Rồi M là eo 72 trở lại giúp em nha. S là eo 68 đổ lại. Xanh L là eo 74. Chị Nguyễn Mỹ An có tím rồi nè. Rồi áo này chị nào lấy nữa không mấy chị ơi. Chân váy em đang mặc 75.000. S, M, L, B size. Có lớp quần thun bên trong cho mình luôn. Rất là dễ thương. Chân váy màu đen này cực kỳ là dễ phối đồ giùm em luôn nha. Em có size S, size M và size L, B size. S là eo 68 đổ lại, M là eo 72 đổ lại và size L là eo 74 đổ lại giúp em luôn. Rồi áo là còn màu caro vàng. Rất rất đẹp áo này, mặc trở vai cũng được, mặc cổ vuông cũng được luôn. Đó mình thích mặc kiểu này mình mặc nha. Áo này chỉ còn caro vàng và caro tím hai màu. Vàng tím hai màu giúp em áo này luôn, giá là 65.000. Rồi có chị nào chốt áo này nữa không mấy chị ơi? Đẹp ơi đẹp nha, tím còn đúng cái cuối cùng, màu vàng 65.000. Chị An, chị An Yên nè, màu vàng nhạt nè. Xếp ở sau là hồi nãy mặc đầu lai giá 119 nha chị ơi. 40kg đến tầm 55-56kg mặc ok vừa cái xếp này. Đẹp ơi đẹp luôn. Áo là cổ của nó là có thêu hoa và có phối viền ren. Chân váy là chân váy dập ly, dáng dài que gối giúp em nha. Em có màu hồng nè, hồng ruốc. Màu cà phê sữa. Về màu này là màu xanh minh giùm em mẫu ship này nha. 119.000 cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này đang rất là hot luôn nha mấy chị ơi. 119 xanh minh, 119 màu nâu, 119 màu hồng ruốc, màu ruốc á. Đẹp lắm luôn nha. Chị An yêu ơi, cho địa chỉ trên like giúp em nha chị An yêu ơi. An yêu là em địa chỉ trên like. Kéo này lên. Đây, áo khoác đợt này là form, là form dài, vải dày dặn, rất là đẹp luôn giùm em mẫu này nha. Đây. Kéo sau em rồi bung mẫu khoác. Vải dày dặn cực kỳ luôn áo khoác. Cái này 60kg, 65kg đô lại Nguyễn vừa luôn á. 65kg đô lại vừa áo khoác này luôn nha. Xí đó chị vừa nha Nguyễn Mỹ An ơi. Khúc này là dạng ngò khúc dáng dài. Được rồi, bán này cái form của nó là hơi ngắn ngắn. Cái này form của nó dài xuống luôn cho mình luôn. Còn này form dài xuống luôn cho mình như thế này nha mấy chị ơi. Mẫu này đợt này giá nó, hàng này giá nó cao hơn hàng kia nha. Hàng này giá là 99.000 một áo giúp em. Rồi áo này giá 99.000. Cái mũ của nó cũng rất là sâu, rất là rộng nha. Kéo hết lên thì nó như thế này. Cái này 40kg đến 60, 65kg mặc ok vừa luôn giùm em nha em.
lên màu mấy chị chọn ha. Điệp ơi, điệp form là form dài đó, có hai túi phía trước cho mình nha, túi sau rộng, điệp ơi điệp luôn. Mẫu này giá là 99.000 một áo nha em. Mà cái này là sọc hồng, sọc hồng nha, vải dày dặn, chất rất là mát, rất đẹp luôn mấy chị ơi. Chân váy đang mặc có size S, M, L, B size. Rồi áo em mặc là 99.000. Chị Viên ơi, em có màu luôn nè, không nhỏ đâu nha. Em béo tới 40kg đến 60-65, mấy chị yên tâm là cái form này không hề nhỏ. Nó có bo dưới nè, không hề nhỏ nha. Nếu như mà thường thường, nếu như mà em béo tới 60kg thôi, mà áo này em béo tới 65kg. Form nó to ơi là to chứ nó không nhỏ đâu nha mấy chị ơi. Nhưng mà cái vải này được cái là người mình tới đâu mình mặc nó sẽ ôm theo người mình tới đó. Đó, rất là đẹp luôn nha, chứ phải form nhỏ đâu. Đó, ví dụ như mình tụi em để em kéo này là đó, nó chi hết cái vải em luôn này đó nè. Rất là đẹp luôn nha, em lên màu mấy chị chọn nha, không nhỏ đâu nha. Rồi, kéo hết lên cho mấy chị nhìn nè. Chị Viên chờ em lên màu chị chọn màu luôn nha. Túi đây, túi đây nha mấy chị ơi, túi. Rồi, em mặc lại sọc hồng. Cái vải nó cầm chạy cui luôn, cầm rất là nặng tay, mà nó dễ chịu lắm luôn nha. Size L, dây kéo L E74 trở lại thôi nha Ngọc Lệ ơi, L E74 trở lại thôi nha. Rồi này trước khi là sọc trắng 99.000. Áo này nhận hàng là ưng ý, hàng của nó nhìn nó cao cấp lắm luôn mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn nha, vải dày dặn cực kỳ, cầm nặng tay, sọc trắng, em mặc là sọc hồng. Rồi cái này trước khi là sọc xanh, sọc xanh nha, xanh nhạt. Chỗ này là xanh nhạt 99.000, xanh nhạt nè, xanh nhạt 99.000. Rồi cái này là màu xanh đậm giùm em luôn, 99.000 xanh đậm nha. Rồi ai lấy màu gì chốt lên liền màu đó giùm em. Áo là 99.000 một áo, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 40kg đến 60-65kg mặc ok vừa hết luôn giúp em nha. Vải bữa trước, chị nào mua áo trước rồi mấy chị biết, áo trước là nó kiểu như nó đẹp rồi, nó dạng con ngon đẹp rồi. Nhưng mà cái vải nó cũng dày, nhưng mà cái loại này nó còn dày dặn hơn nữa nha. Về form của nó là form dài xuống dưới. Rồi ok, Thu Nguyễn nè. Thu Nguyễn bữa trước lấy cái áo 89 đúng không? Thì Thu Nguyễn sọc hồng 99.000. Rồi mẫu này giá 99.000. Cái hàng là rất đẹp luôn nha. Bộ sọc nè, sọc hồng nè, không vừa nha Ngọc Lệ ơi, là chân váy là em không vừa đâu em ơi. Chị Viên Viên màu đen mặt nè, chị Viên Viên màu đen mặt. Rồi áo này ai lấy màu gì chốt lên liền màu đó giúp em nha. Màu em đen mặt là màu hồng, màu hồng nha mấy chị ơi. 99.000 của nhận hàng là biết, rất là đẹp luôn. 40kg đến 60-65kg mặc ok vừa hết luôn giúp em. Giá 99.000 thôi nha. Bích Lê sọc hồng nè. Rồi bích lê sọc hồng 99.000. Bích lê sọc hồng 99. Rồi chị nào lấy màu gì nó chốt màu đó giùm em nha. Có 99.000 thôi. Áo beo xịn beo đẹp luôn giùm em nha. Sọc xanh đây nè chị ơi, xếp phía sau đúng không chị gấu Sky. Xếp phía sau giá là 119 nha chị. Xếp phía sau giá là 119. Có 99.000 thôi mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp áo này luôn nha, có 99.000. Đó, kéo keo hết luôn nè, đi nắng đi rồi thoải mái luôn nhìn em áo này nha. Chỉ có 99.000 thôi. Đây là sọc xanh nhẹ em đang mặc nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, có 99.000, 40kg đến 60-65kg mặc ok vừa áo này nha. Bộ chị đang mặc là còn áo là 65, áo là 65.000, chân váy là 75. Áo là 65.000, chân váy là 75.000. Chân váy có size S, M, L, B size. S là eo dưới 68, M eo dưới 72, L eo dưới 74 nha. Rồi tiếp phía sau là mẫu này nha mấy chị ơi, 119.000. Cái này đang rất là hot luôn nè. Chị Thanh Thuận lấy sọc xanh ok chị, 99.000. Rồi sọc xanh ai lấy chốt lên giúp em nha. Áo em mặc bên trong là hiện tại em còn màu, màu em mặc là sọc vàng, caro vàng và caro tím nha, hai màu, 65.000. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa luôn á. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa luôn nha. Khóc chống nắng nào rộng không nha chị. Ok chị Thanh Thuận nè. Rồi xếp này em treo phía sau 119.000. Và xếp này hồi nãy em có mặc đầu lai nè. Xếp này em có màu xanh min. Form 40kg đến tầm 50.
là éo này nó có phối riêng ở trên cổ và nó phối viền riêng cho mình. Chân váy là chân váy lưng thun và hàng dập ly dáng dài que gối. Rồi set này ok em bích lê nha. Set này 119 em có màu xanh min, màu nâu quý vị ơi, xanh min nè, nâu nè, xanh min nâu. Và màu này là màu ruốc giùm em nha, và màu ruốc đó rất đẹp luôn. Set 119 hồi nãy em có mặc đầu lai 119.040 kg tầm 55 chứ mình mặc ok vừa. Ai lấy thì chốt lên giúp em nha chị ơi. Dạ rồi ok chị Huệ Dương nè. Ok chị nào 45 kg là xem như em á. Em có màu luôn nha chị. Em có màu luôn á. Rồi màu em mặc là màu xanh nhạt. 99.000 em có màu xanh nhạt. Rồi màu này là màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. Màu trắng và màu xanh đậm nữa. 99.000 một áo thôi nha. Rồi đây màu này là màu hồng nãy em có mặc màu hồng rồi nè. Sọc hồng nha, hồng nhạt mấy chị ơi. Chỗ cái này nó cưng lắm. Áo khoác này nhìn nó lẹ mà nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40 kg đến 60-65 kg mà ok vừa giúp em nha. Màu này chốt em màu hồng nè, 99.000 màu hồng. Rồi 99.000 sọc trắng luôn. Áo khoác này không lấy là tuyết cũng thiệt sự là rất là tuyết nha mấy chị ơi. Lâu lâu mới có dày dặn chốt rất là xịn, rất là đẹp như này luôn mà có 99.000. Chỗ cái này là thêu luôn nha mấy chị ơi. Chỗ này là thêu luôn giúp em nha. Cái này chốt em là sọc trắng, 99.000 sọc trắng. Rõ này là sọc xanh giùm em luôn nha. Sọc xanh giùm em luôn. Ai lấy sọc xanh đậm. Cái này là màu xanh đậm nha mấy chị ơi. Ai lấy xanh đậm chốt là em là xanh đậm. Về màu em mặc là xanh nhạt nha. 99.000, 40 kg đến 60-65 kg mấy chị mặc ok vừa hết luôn giùm em cái áo khoác này nha. Rồi đây, xanh nhạt, xanh đậm, màu trắng thì màu hồng nè. Áo đang mặc bên trong cho Trang Trang Nguyễn 65. Mặc bên trong cho Trang Trang Nguyễn 65.000. Mặc trở vai được, mặc cổ vuông được luôn nha. Áo mặc là 40 kg đến 60 kg men vừa. Cổ vuông được, mặc trở vai được luôn 65.000. Như áo này còn đúng màu, đã màu cái nữa. Chị An Yên ơi, lên địa chỉ giùm em chị An Yên ơi. Rồi áo mặc bên trong là 65.000, có màu tím. Về màu em mặc là màu dạng màu vàng nhạt á. Đẹp lắm, Caro đang mặc nó đẹp lắm. Vải mịn mát cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. 65.000 giúp em nha. Rồi ai lấy màu gì mà chốt màu đó nha mấy chị ơi. 65.000 tím, 65.000 màu vàng nhạt. Rồi áo khoác, ai lấy áo khoác của mình chốt áo khoác lên giúp em nha mấy chị ơi. Còn áo sơ mi cho chị một cái 32 kg, một bé 53 kg. Rồi em like xong em kiểm tra lại size rồi em báo chị nha. 53 kg là chắc chắn có này, còn 32 kg thì để em coi thử nha. Sơ mi trắng rồi ok chị. Kêu Thanh nghe ngon nốt lại chị nha. Rồi em que mẫu luôn nè mấy chị ơi. Đơn giản rất là dễ mặc luôn nè. Áo này 40 kg đến 60 kg men vừa. Rồi áo này nha mấy chị ơi. 40 kg này đến 60 kg mặc ok vừa áo này luôn giúp em nha. Bao đẹp luôn. Đây. Màu em mặc là màu đỏ đô. Màu em mặc là màu đỏ đô nha. Đỏ đô nè. Áo này giá 59.000 một áo giùm em nha. 59.000. Có màu đỏ đô. Màu này là màu da. 40 kg đến 60 kg mặc vừa luôn nha, chốt rất là co giãn nha mấy chị ơi. Chị lấy áo khoác em mặc vừa thay ra nha, ok Phi Dương Nguyễn nè. Ôi sao này nó hiện lên nữa Ngân ơi. Rồi áo mặc là 59.000 nha, 40 kg đến 60 kg mấy chị mặc ok vừa giúp em. Của nó dạng đơn giản thôi nha mấy chị ơi, dạng rất là đơn giản. Tay là tay phòng giùm em nè, tay là tay phòng.
rất đẹp luôn nha. Màu đỏ thì cái số quả nó to hơn. Rồi đây, màu này là màu da em nè, 59.000 màu đỏ, 59.000 màu da đỏ da nè, màu tím đỏ da, màu tím mấy chị ơi, màu tím giúp em luôn, 59.000 nha. Áo này đơn giản, form đơn giản mà vải rất là đẹp luôn, beo dễ thương, tay hơi phồng phồng cho mình nè, 40kg đến 60kg men vừa luôn. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, tím da trắng đen, rồi tím da trắng đen và màu đỏ đôi em đang mặc luôn, giá 59.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy màu trình chốt màu đó là giúp em nha, 59.000. Màu tím chị Vicky Nguyễn, màu tím 59 đi giá nha. Rồi em có màu đen và màu trắng luôn, chỉ có 59.000 thôi nha. Rồi vải để lắm luôn em nói thiệt, vải này nhận hàng là ghiền luôn á, có 59.000. Rồi đẹp ơi đẹp cho mình luôn nha, màu trắng nè, 59.000 kìm màu lên giùm em. Những cái form áo đơn giản này mấy chị mặc suốt luôn, không bao giờ bị lỗi mốt hết nha. Form nè, vải dày dặn co giãn, chốt rất là đẹp luôn, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn giùm em cái mẫu này. Màu đen nha, màu đen, đen nè, trắng nè, em mặc là màu đỏ đô, đen trắng đỏ đô, màu tím màu da, màu tím nha mấy chị ơi, màu tím luôn nè. Rồi màu này là màu da, 59.000 thôi nha, xương rồng hoa màu trắng, xương rồng hoa trắng 59. Rồi ai lấy màu gì nữa chốt lên màu đỏ giúp em, đỏ đô là em mặc, em đang mặc đỏ đô nha, đỏ đô. Rồi đỏ đô nè, màu da nè, màu tím nè, màu đen nè và màu trắng, thêm đen cho xương rồng hoa, đen cho Duyên Duyên màu đen, đen cho chị Hân Ly Nguyễn, đỏ đô cho chị Thu Phạm, Hân Ly Nguyễn đen, đỏ đô chị Thu Phạm. Rồi ai lấy màu gì nữa chốt là em nha, có 59.000 thôi nha mấy chị ơi, 59.000 màu tím, màu đỏ đô, màu da và màu trắng giùm em nha. Đúng rồi, bỏ hai vô. Rồi trắng luôn giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy mình comment lên nha. Trắng nè, da nè, tím nè, em mặc là màu đỏ đô, 59.000 màu bả đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy comment lên giúp em nha. Đơn của mình cách đây 2 ngày chưa thấy, dọn đơn được không chị Thu Phạm? Chị Thu Phạm này shipper người ta gọi không được chị, gọi không được á, thì kiểm tra lại số thoại giúp em thử nó có bị sao không nè. Tại shipper người ta gọi 2 ngày liên tục không được á, người ta báo em mà em cũng quên gọi lại cho chị. Đỏ đô cho chị Keo Thanh Nghe, đỏ đô. Trắng hay dân dân, trắng hay dân dân. Rồi còn màu da với lại màu tím nha, 59.000 còn màu da và màu tím mấy chị ơi, 59.000 còn màu da và màu tím. Tím đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy chốt liền giúp em nha, có 59.000 quả siêu đẹp, kiểu đơn giản rất là dễ phối đồ, đẹp ơi là đẹp luôn, có 59.000 thôi mấy chị ơi. Ok Duyên Duyên nha chị ơi. Ồ gì hả chị, rồi 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 để em coi thử. Rồi ai lấy này nữa béo lên giùm em nha, còn tím còn da nè hai màu, còn tím còn da hai màu nha, còn tím còn da hai màu. Ai lấy mình chốt lên giúp em, tím da hai màu. Rồi hiện tại còn màu da thôi nha, ok chị Phi Dương Nguyễn. Rồi áo nãy còn màu da thôi nha mấy chị ơi, ai lấy mình chốt lên kim nha. Em quen một cái mẫu áo nữa nè. Dài luôn, rất là đẹp nè.
40 kg đến 60 kg mặc ok vừa hết giúp em nha. Đây là tay dài đó, cái tè của nó tè xéo nè, tè xéo như thế này mình mặc mình rút lên giùm em. Và đây mấy chị rút bao nhiêu là tùy ý nha, mặc là rút lên bao nhiêu là tùy ý giúp em luôn cái áo này.
chiếc hoa dập ly cho mình nha, beo đẹp luôn nào mấy chị ơi. Gửi hàng chị Phương Phan gửi hàng chưa không? Chiều nay gửi nha Phương Phan ơi. Chiều nay em gửi nha chị. Chiếc này 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa luôn nha. Cho em coi lại cho cái đi nè. Này 40kg đến 60kg là mặc ok vừa luôn. Rồi một cái áo nè, đi một quần dập ly ống rộng. Cho em quấy hồi nãy đây nha chị Phương Phan ơi. Cho em quấy hồi nãy em mặc là mẫu này nha, giá 75.000. Có size S, size M và size L luôn, B size. Vải dày dặn chất rất là đẹp nha. S, M, L, B size. Cho em quấy này giá 75.000 giùm em nha chị. Rồi chiếc em mặc là gồm quần dập ly, lưng là lưng keo nha, lưng là lưng keo, và quần dập ly ống rộng luôn nè. Dập ly ống rộng thì em chiếc này 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn nha. Áo phía sau là có bo chung, còn quần này là quần lưng thun luôn cho nên rất là dễ mặc nha mấy chị ơi. Rồi đây để em lên màu, để em lên màu áo này nha. Rồi bắt đầu lên màu áo này nha mấy chị ơi. Em mặc là hoa này là hoa tím nè. Em mặc là hoa tím 119.000. Hoa tím, hoa vàng, hoa xanh, hoa đỏ, hoa hồng. Màu này cũng đẹp hết mấy chị ơi. Tím, vàng, xanh, đỏ, hồng. Màu này cũng đẹp hết luôn. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa chiếc này luôn xem nha. 119.000. Rồi vải đúng đẹp luôn, cái quần dập ly ống rộng nè. Đây mấy chị ơi, dập ly ống rộng luôn như thế này nha. Đẹp ơi là đẹp luôn á mấy chị ơi. Dập ly ống rộng, vải này vải siêu đẹp luôn á. Đây, quần dập ly ống rộng nè, em mặc là hoa này là hoa tím. Rồi hoa này là chốt em là hoa đỏ nha. Hoa đỏ 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết. Cái tay của nó là phối riêng cho mình nè. Vậy phía sau là có bo chung như thế này nha mấy chị ơi. 119.000 nguyên kẻ tiếp luôn nha. Chốt em là hoa đỏ, cái em mặc là hoa tím. Hoa đỏ, hoa tím. Rồi hoa vàng. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hoa vàng nè, lưng là lưng thun nha. 40kg đến 60kg là mặc ok vừa hết luôn. Đó, ống là ống rộng luôn, đẹp cực kỳ. Hàng dập ly 119.000 một tiết cho em nha. Đây mấy chị ơi, áo phối riêng nè. Phía sau là có bo chung luôn cho mình. Cái này là chốt em là màu vàng. Màu vàng nha, sau có bo chung hết. 119.000 hoa vàng. Hoa hồng, hoa xanh luôn. Rồi, rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Này là hoa hồng 119.000 thôi nha. Cái này đẹp thiệt luôn á. Cái quần của nó đeo cưng luôn mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp nè. Ống rộng to dập ly 40 đến 60 kg vừa hết giúp em mẫu này. Quần là lưng keo ơi là keo luôn nha. Hoa này là hoa hồng nè. Đó hoa hồng 119.000 một xít thôi nha. Vải beo đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi hoa hồng 119 hoa hồng. Đây nha mấy chị ơi, 119.000 hoa hồng. Rồi này là hoa xanh. Hoa xanh giúp em nha, màu lẹ không mà hoa đẹp đẹp không luôn á. Rồi 119.000, hoa này là hoa xanh giúp em, giá chỉ có 119. Lưng là lưng siêu keo, hàng là hàng dập ly. Mấy cái hoa này hoa lẹ, từ hồi giờ là em chưa có giữ mấy cái màu hoa này luôn mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn á, ngồi nó còn đẹp hơn trong like. Rồi đây nha, 119. Đấy bên này là xuống dưới luôn không? Rồi cái này chốt em là hoa xanh nha, 119.000 hoa xanh. Đẹp ơi đẹp luôn nha mấy chị ơi. Em mặc là hoa tím nha, giá là 119. Chị nào lấy màu gì chốt màu đó luôn giùm em nha. Ai lấy màu gì chốt màu đó luôn giùm em. Rồi hoa này là hoa xanh. Rồi quay sau rồi chị đây. Không biết sau có hỏi gì không? Đây từ nha. Em chỉnh cái áo ống em xuống rồi. Đây phía sau. Đây nha chị. Đó, quần là quần dập ly ống rộng nè, em phía sau nói chung không có hở gì hết nha. Bo thun co giãn thoải mái. 40kg đến 60kg mặc ok vừa xíu này giúp em.
chị ở sau là nó ngang qua nè, bo chung ngang qua, quần là quần dập ly nha, ống là ống rộng như thế này. Rồi, lấy gì chốt lo giúp em nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn. Tại vì nó là có bo chung á cho nên rất là dễ mặc. Bây giờ mail 99 lấy ra em chị. Hoa xanh cho chị xem, sóc hoa xanh. Cho em địa chỉ trên live luôn nha, xem shop ơi. 119 nha, xem shop hoa xanh. Rồi, em lên màu lại lần nữa. Ai lấy màu gì mình chốt màu đó giúp em nha. Mẫu này mà không lấy thì tiếc luôn, mặc lên rất là sang luôn mấy chị ơi. Sang ơi là sang cái mẫu này. Mẹ thoải mái nữa, lưng mà lưng cao. Quần dập ly, ống rộng, ơi là rộng luôn nè mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Ai lấy chốt lên giùm em nè. Rồi hoa xanh này bắt đầu lên màu lại nha. Lên màu lại lần nữa. Ai lấy màu gì một chút màu đó lên giùm em luôn. Chị xem shop ơi, chị cho trên like giùm em luôn ơi. Để em lưu vô hệ thống này chị. Chứ còn cho trong inbox là nhiều khi á em cứ xin đi xin lại hoặc mất công chị á. Chị cho trên like bên em lưu lại rồi chị xóa luôn cũng được nha. Rồi màu này màu xanh giùm em nè. Màu xanh. Rồi màu này là màu hồng giúp em nha. Màu hồng 119.000 nha mấy chị ơi. Toàn là hoa đẹp không à. 119.000 giúp em nha. Hoa hồng. Hoa hồng 119 hoa hồng giùm em nha. 119.000 hoa hồng. 40kg này đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Hoa hồng đẹp ơi đẹp luôn. Hoa này là hoa vàng. Em mặc là hoa tím chỉ có 119 thôi nha. Hoa vàng nè, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Có 119.000 màu chót quế đẹp form xuất sắc luôn á. Rồi hoa vàng nha, hoa vàng. Rồi cái này chốt em là hoa đỏ, 119.000 hoa đỏ. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mẫu này rất là đẹp luôn nha. Hoa đỏ 119. Bên em chị ship đi thôi nha chị Trân Huyền ơi, mỗi Nha Trang nha chị. Nhưng bên em chị ship đi thôi à. Rồi hoa đỏ giúp em nha, hoa đỏ. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó giúp em nha. Về màu em mặc là hoa tím. Màu em mặc là hoa tím. Rồi lấy móc lên để chị. Ồ, 99.000 là mẫu này nha Thanh Tâm ơi. 99.000 là em còn màu xanh đen nè. Chốt em là xanh. Xanh đen, 99.000 xanh đen. 40kg tầm 56, 57kg men vừa. Chị xem shop là thêm hoa hồng em ơi. Xem shop là thêm hoa hồng. Rồi đây. Màu cái này 99.000, 40kg tầm 56, 57kg mặt vừa nha. Chốt em là thỏ xanh. Thỏ xanh nha mấy chị ơi. Thỏ xanh 99.000 thỏ xanh. Ê, bên em bây giờ chị ship đi nha chị Trân Huyền ơi. Bên em bây giờ hiện tại thì chưa ý được nha. Em chuyển nhà rồi. Bây giờ hiện tại là chị gửi hàng đi thôi. Chứ còn là không có nhận ý nha chị ơi. Rồi cái này màu hồng giùm em nè. Màu hồng. Chúc em là hồng 99.000 màu hồng. Bao đẹp luôn. 40kg tầm 56, 57kg mang vừa 99.000. Chúc em là hồng 99. Về màu vàng nha, 99.000 màu vàng. Rồi hoa hồng cho chị Võ Thị Song Hồng 119.000. Chị xem shop là có số điện thoại rồi. Mày chưa có địa chỉ đúng không? Rồi hoa hồng 119 cho chị Võ Thị Song Hậu. Rồi này chốt em là vàng nha, 99.000 màu vàng. 99.000 màu vàng nè, 99.000 màu hồng. Về 99.000 màu xanh đen nha. Đây thì Thanh Tâm ơi, lấy màu gì chốt màu đó là giúp em luôn. Màu này màu vàng nè mấy chị ơi. Bộ hoa mặt 119 nha. Ai lấy nó thì mình chốt lên giúp em. Rồi vàng 99, thỏ xanh 99. Về cái này là màu hồng nha, 99.000 màu hồng. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Quay mẫu luôn nè. Gửi giúp em 10 cục kem gạo quay 5. Rồi ok chị Trân Huyền nè. Cho em số điện thoại luôn nha chị ơi. Em số điện thoại luôn. Thank you.
Ở sau có bo chung. Cây rau này 40 kg đến 60 kg mặt vừa luôn á. Rồi đầm cây rau này giùm em nha. Chị xem sắp có địa chỉ rồi. Cây rau này là có muốn ngực cho mình nha mấy chị ơi. Đầm cây rô này là có mún ngực, phía sau là nó có bo thun phía sau đây. Rồi phía sau là có bo thun phía sau nha mấy chị ơi, phòng như thế này đẹp ơi đẹp luôn giùm em mẫu đầm này nha. Tay là dạng tay cánh tiên về, nó có mún ngực cho mình luôn, cái này có mún ngực luôn giúp em nha. Vải rất là mịn rất là đẹp luôn, có mún ngực 40 kg đến 60 kg mặc vừa luôn mẫu này, cho nó có bo thun quá cho nên rất là dễ mặc. Rồi đầm này nha mấy chị ơi, coi giá nè. Đầm này giá là 99.000 một đầm. À, dễ thương lắm nè, chị là lấy đầm này mình chốt lại giúp em nha, có nhiều màu mình chọn luôn. Chỉ có 99.000 một đầm thôi. Mày cứ bảo nó xịn ơi là xịn luôn nha mấy chị ơi. Đây màu này là caro đen. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn mà có 99.000. Vải nó mịn, nó mát cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Phía sau có bo thun nè, để gì có mút ngực cho mình luôn mà có 99.000. Đó, em mặc là caro xanh. Em mặc là caro xanh nha. Cái này là caro màu đen, 99.000 caro màu đen, 99.000 caro hồng. Đẹp ơi, đẹp luôn, mẫu này có 99.000 thôi. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, caro hồng luôn giùm em nè. Vải mà dày cui à, dày mịn mát sờ rất là mướt cái tay của mình luôn á. Rồi màu hồng nè, màu đen nè, em mặc là màu xanh, màu tím. Chín mươi chín ngàn một đầm thôi nha mấy chị ơi, beo đẹp luôn á, mút ngực đồ đèn hòn, may rất là kỹ luôn nè. 99.000 cái này chốt em là màu tím, giá 99.000 màu tím nha mấy chị ơi, tím 99 màu đó. Rồi, tím này chốt em là tím phối trắng nha. 99.000 tím phối trắng. Thôi đẹp ơi đẹp luôn nè, 40 kg đến 60 kg men vừa hết luôn. Tại vì phía sau nó là có lông thun á cho nên rất là dễ mặc. Đây tím này chốt em là tím phối trắng nha. Hàng xịn đẹp cực kỳ, có 99.000 mấy chị ơi. Rồi, tím này là tím phối trắng giùm em nè, 99.000 màu tím phối với màu trắng nha. Màu hồng, màu vàng nữa. Quế chừng màu cái đầm này luôn nè. Đây hai màu này nữa nè mấy chị ơi. Rồi lấy xíu tiêu sau chứ em tiêu cái đó luôn. Rồi ai lấy màu về chốt lên màu đó giùm em nha. Cái này là caro vàng mấy chị, đẹp xuất sắc mẫu này luôn. Vải mướt mịn cực kỳ đẹp nha, 99.000. Cưng ơi là cưng luôn á, 99.000 thôi nha. Từ 40 kg này đến 60 kg mấy chị mặc ok vừa luôn giùm em cái đầm này. Chỉ có 99.000 một đầm thôi nha. Toàn bộ phía sau là có bo thun hết cho nên rất là dễ mặc luôn nè. Đó cái này chốt em là caro vàng. Caro vàng. Rồi cái này caro hồng. Không phải có màu rồi mình ta. Rồi rồi là hết màu rồi á. Màu luôn, có đốt cái đó không nha. Rồi đây nha mấy chị ơi, chốt em là đầm 99.000 kìm màu nha. Em mặc là caro xanh. Đó, mút ngực cho mình luôn. Về tay là tay cánh tiên, phía sau là có bo chung nha mấy chị. Giá là 99.000 một cái đầm này. Caro đen cho chị Phạm luôn, caro đen. Vàng, tím phối trắng. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. Không tin không ngon. Chị Phạm luôn cho em địa chỉ số điện thoại nha chị. Cho nên like giúp em luôn nha chị ơi. Rồi cái này là tím. Tím không nha. Tím nè. Tím giùm em. Rồi màu hồng. Caro hồng. Caro đen chị không? Phạm lon nè. 99.000 một đầm thôi. Chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Từ 40 kg đến 60 kg mình mặc vừa hết luôn giúp em cái đầm này. Em nói thiệt luôn á. Tím phối trắng đó chị VB. Mẫu này không lấy tiếp luôn mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn nè. Tím phối trắng đó chị VB 99.000. Rồi cái này chốt em là tím nha. Caro tím 99.000 caro tím. Màu này là caro vàng, em mặc là caro xanh. Về caro hồng, caro vàng mấy chị. Rất đẹp luôn, có 99.000 một đầm thôi. À lấy thì chốt lên liền giúp em nha. Đằng sau là có bo thun hết cho nên rất là dễ mặc luôn á. Giờ lấy thành béo lên liền giùm em nha. Có 99.000 một đầm thôi mấy chị ơi.
99.000 đồng thôi nha. Caro vàng, em mặc là caro xanh. Caro vàng, caro xanh, caro hồng. Đó, mình lấy màu gì mình chốt liền lên màu đó giùm em nha. 99.000 đồng thôi, cực kỳ đẹp. Có muốn ngực phía sau là có bo chung. Đây nha. Rồi vàng nè, em mặc là xanh, tím, rồi hồng luôn mấy chị. Rồi ai lấy mình chốt lên liền giúp em nha. 99.000 một đồng. Hồng, cái hồng này beo đẹp luôn nè. Hồng này hồng phối trắng là beo đẹp luôn. Xịn ơi là xịn luôn, có 99.000 thôi. Rồi đây giùm em nha, hồng đây. Rồi em qua mẫu nha mấy chị ơi. Ai lấy mình chốt liền lên giùm em nha. Còn tím nè, còn vàng, còn hồng. Và em mặc là màu xanh nha. Tím, vàng, hồng, xanh. 99.000 một đồng. Phạm Loan cho địa chỉ số hội lên like giúp em nha chị Phạm Loan ơi. Màu đỏ nè, đen tím đỏ trắng.
trắng nè, đen, tím, đỏ, trắng, màu nâu. Màu nâu nha, màu nâu, đẹp ơi đẹp luôn chị ơi. Mẫu này không lấy là tiếp luôn, có 69 ngàn éo thôi nha. Màu nâu 69, màu đen đen mặt 69 ngàn. Rồi màu vàng, màu xanh luôn. Đó, ai lấy màu thì mình chốt liền lên màu đó giúp em nha. 69 ngàn, đẹp ơi đẹp luôn nè. Tay của nó là tay dài. Rồi tay là tay dài em nha. Đấy, đen mặt là màu này là màu đen. Rất là đẹp nha mấy chị ơi. Chất thun cực kỳ dày dặn và rất là đẹp luôn. Chữ này là chữ thêu hết. Màu xanh thì phượng ruby. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó em nha. Không nhớ ghi giá 69 em không? Màu xanh chị phụ ruby 69 ngàn. Rồi em lên màu lại lần nữa đi. Ai lấy màu gì mình chốt màu đó lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Em đang mặc lại màu đen, giá là 69 ngàn màu đen nha. Đen 69 ngàn màu đen. Rồi màu vàng 69 ngàn màu vàng giúp em. Áo này form đẹp, vải đẹp. Về chữ của nó là chữ thêu luôn cho nên mình yên tâm nha. Chữ là chữ thêu hết, rất là đẹp luôn á. Màu vàng nè, màu em mặc là màu đen. Rồi màu nâu. Rồi áo này màu này cũng đẹp hết á. Đẹp ơi đẹp luôn nha. 40-60kg vừa hết luôn. Người mình tới đâu nó sẽ ôm tới đó, beo đẹp luôn mẫu này. Rồi vàng nè, nâu nè, trắng. Trong váy là một màu như vậy xem sóc ơi. Form này 55-56kg trở lại giúp em nha. 55-56kg trở lại. Giá là 79 ngàn nhập ly. Rồi màu này màu đỏ luôn giùm em mấy chị ơi, màu đỏ. Rồi màu tím và màu xanh nha. Ai lấy màu gì mình chốt lên giúp em màu đó. Đó là đẹp ơi đẹp luôn, chị không lấy màu này tuyết ơi là tuyết luôn á. Rất là dễ phối đồ nha. Tay dài, kiểu xíu xíu như thế này rất là xinh luôn á. Rồi màu tím nè, và màu này là màu xanh luôn giúp em. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó nha. Xanh, tím, vàng, nâu. Rồi trắng nè, rồi đỏ luôn. Rồi mình lấy màu gì mình chốt màu đó là giúp em nha. Rồi đây nha mấy chị. Lấy màu gì chốt màu đó em quen mẫu luôn nha. 65 ngàn, rất là rẻ luôn á. 69 ngàn nhầm. 69. Dân dân màu tím 69. Dân màu tím. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên em nha, em quay mẫu. 69 ngàn. Màu xanh luôn, giá là 59 ngàn một áo.
lấy màu gì mình chốt màu đó là giúp em nha. Màu xanh, xanh đẹp ghê luôn á. Màu xanh 59.000, màu xanh giùm em nha. Đó, xanh 59.000 nè. 40kg tầm 56, 57kg mang vừa hết luôn. Vải thun co giãn nha. Màu xanh 59.000, màu xanh. Em mặc là màu đen. Rồi màu này là màu kem nha. Giá chỉ có 59.000 thôi, màu kem 59.000, màu kem. Kem nha mấy chị ơi. Rồi màu vàng 59.000, màu vàng luôn. Vàng nha mấy chị ơi, vàng 59.000, màu vàng. Vàng 59.000, màu vàng. Màu đỏ nè, 59.000, màu đỏ giùm em, màu đỏ giá 59. Màu đỏ nha, 59.000, màu đỏ nha mấy chị ơi. Đỏ 59.000. Rồi màu trắng thì 59.000, màu trắng luôn. Màu kim mấy chị Hè Duyên, màu kim 59. Rồi trắng 59 giúp em nha. Rồi hồng, đó có bao nhiêu màu, lai nhan áo này rất là nhiều màu, bao đẹp luôn mấy chị ơi. 59.000 thôi, quá chừng đẹp. Màu này màu hồng nha. Và chị nào lấy màu gì chốt lên em màu đó. 59.000 một áo, form 40kg tầm 56, 57kg mang vừa luôn á. Kim. Rồi đây nha mấy chị ơi. Chị nào lấy áo này nữa mình chốt lên cho em nha. 59.000 đang mặc màu đen. Đẹp ơi đẹp luôn. Quần tay, em có một mẫu quần tay. Hè Duyên lấy thêm màu hồng đúng không? Hè Duyên thêm hồng. Kim hồng. Rồi vàng xanh. Đó. Xanh, kim, vàng. Xanh nè, kim nè, vàng nè mấy chị ơi. Đỏ, trắng, đen. Đó, đỏ nha. Trắng nha. Về màu em mặc là màu đen. 59.000 thôi. Rồi chị nào lấy mình chốt luôn giúp em. 40kg đến tầm 56, 57kg men vừa nha chị Út Huyền ơi. 40 đến 56, 57kg nha chị. Rồi, ai lấy áo này nữa thì báo em nha. 59.000 áo thôi, rất là đẹp, rất là rẻ. Rồi, em quay mẫu nha. Bình thường. Đây nha chị. 120 thôi, 100 nhiêu? 119 ha.
19.000 nha chị Hoa ơi. Có muốn coi màu nói em nha, em đưa màu lên. Rồi vòng tay này giá là 129.000. Có áo nào thử về tay em không? Form vòng tay em với chị coi form nha. 129 thôi mà rất là đẹp luôn á. Thưa cái chị cái màu nâu đó, em sẽ thử với cái quần. Đo eo anh không? Để đo eo nha chị, phun fan thôi. Con thì 60 cứ vậy lấy XL luôn đi cho chắc ăn chị ạ. Chắc chắn mà lấy XL luôn đi cho nó thoải mái. Áo đang mặc là 59.000 nha Nguyễn An Na. Vừa thay ra rồi. Áo mặc hồi nãy là 59.000 nha. Em đang thử cái form vùng tay nha mấy chị ơi. XML, XL luôn. Ghi ra giấy chị. Lưng keo xỉu luôn á. Đây quần này lưng keo ơi là keo nha mấy chị ơi. Quần đây lưng keo ơi là keo luôn. Quần này mà không lấy là tiếc luôn á. Chị Phượng Nguyễn thường mặc xanh mờ thì lấy xanh mờ giùm em nha Phượng ơi. Lưng là lưng hơi bị keo luôn, siêu keo. Vậy ống là ống xỉ nè mấy chị ơi. Ống là ống xỉ giùm em nha. Quần này beo đẹp, hàng này mới về hàng. 129.000. XML, XL luôn. XML, XL luôn. Áo mặc là nãy là nhiêu ngon, 69 đúng không? Áo này 69.000 nha. Chữ là chữ thêu. Rồi 60kg lấy size XL cho thoải mái nha chị. Mông này là trăm mấy lò, XL mông tới trăm mấy luôn nha. XL có nha chị Ngọc Trâm ơi, lấy gì chốt lên giúp em nha. Có XL luôn á. Rồi A lấy hình béo lên nha. Hàng quần này em có đúng một ri, có nghĩa là chị mỗi size có một cái thôi à. Chị nào mà thích mình chốt nhanh giùm em nha. Những cái quần này lâu lâu mới có mà giá rất là rẻ luôn á. Hết đen nha chị Nguyễn Nữ Ngọc. Nè cái này nó bị theo rồi nè. Chị thấy trên máy chủ nó còn hiện mà cái này nó mới hiện lên. Áo đen lúc nãy coi lại. Váy mặc hồi nãy chỉ có màu trắng thôi nha. Màu trắng thôi à. Rồi quần em mặc 5B kg hả? Hennessy Huỳnh lấy size M. Thuộc mặc size gì chị? Hennessy Huỳnh thuộc mặc size gì chị? M nha. Chị Hennessy Huỳnh lấy size M. Rồi. Rồi em hết M rồi chị phụ thôi. Quần này có 1 ri à không không? Rồi là ít cho cỏ may size ít. Thấy là cỏ may kêu lên cỏ may size S. Chị Hennessy Huỳnh size M. Rồi em còn L và XL thôi nha. L và XL quần này form beo đẹp luôn á. Đó size S á. XL chị phương fan XL. XL chị phương fan. Rồi em chỉ còn size L thôi nha. Lưng là siêu keo. Những cái quần này chị không lấy là tiếc ơi là tiếc luôn. Lưng là lưng siêu keo và ống là ống xỉ nữa. Cái này mặc lên nó cái chân mình nó dài lắm. Rồi em chỉ còn size L thôi nha. Hết in M luôn rồi, còn size L thôi. Rồi A lấy L chốt L giùm em. In L chị Phượng Nguyễn là ok chị. Chị Phượng Nguyễn in L rồi. Quần này em hết nha, 129. Áo đi hồi nãy đây nha Nguyễn An Na ơi. Áo đi hồi nãy là em có màu luôn á. 59.000, 40kg nằm 56-57kg mang vừa. Áo hồi nãy màu đen nha. Có màu xanh nữa nè. 59.000 đen xanh cho chị là cọc áo này luôn. Yeah.
tinh tố thôi. Nay giờ tiết là nhiều. Rồi màu kem nha. Đợt này á, em không có nhập được những cái đầm mà phôm to như năm trước. Năm này dịch này nọ rồi á. Cho nên là đầm ít về là vì lý do đó. Đang dịch, đang đồ là ít nhập được đầm lắm. Áo trắng đó chị Lệ Quỳnh, áo trắng 59. Chị Lệ Quỳnh trắng 59. Chân váy hồi nãy chỉ có màu trắng thôi nha. Rồi áo này áo 59 ngàn. À đấy đúng không? Chốt lên giúp em. Đưa màu lại lần nữa nha. Lệ Quỳnh có thông tin rồi. Rồi màu kem nè, 59 ngàn màu kem. Áo này đang hốt lắm mấy chị ơi. Màu đỏ 59. Rồi màu vàng 59 ngàn màu vàng. Đúng rồi nha, cỏ may 44 cái mang size S. Vàng 59. Rồi đen 59 luôn. Màu này là màu xanh 59. Rồi ai lấy áo 59 chốt lên giúp em nha. Áo 59 ngàn kìm màu. Mấy cái màu trắng lại đừng có bỏ, chuẩn bị mình đến bút lông luôn nha. Áo trắng là em hết màu trắng rồi chị. Hết màu trắng rồi nha, phụ Ruby ơi. Áo đó là hết màu trắng rồi. Rồi quần nè, đẹp ơi đẹp luôn nè. Ở dưới là ống, đó là cái ống bèo luôn. 40 tầm 55 cái mặt vùi em mẫu bộ này nha. 99 ngàn. Chốt em là caro đen 99. Phải mịn mát lắm luôn á mẫu này. Có 99 ngàn thôi nha. Caro đen 99 ngàn, caro đỏ 99 ngàn. Vải mượt ơi là mượt luôn, có 99 ngàn à. Cái kiểu của nó rất là dễ thương nha mấy chị ơi. 40 tầm 55 cái men vừa bộ này. 99 ngàn giùm em nha, đỏ à. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi, có 99 ngàn thôi. Caro đen, caro đỏ, kiểu áo baby doll. Sơ mi hả? Sơ mi hết rồi, còn may à. Caro vàng và caro hồng luôn giùm em nha. Vàng, hồng, đen, 4 màu. Giá là 99 ngàn bộ này. Đấy quý vị ơi, bộ này đúng đẹp luôn. Vải rất là mịn, rất là mát nha. Mịn mát lắm luôn á mà có 99 ngàn. Rồi ai lấy vàng chốt em vàng 99, đen 99, màu đỏ 99 ngàn. Ống dưới là ống có bèo luôn. Rồi đây giùm em nha. Vàng nè, đỏ nè, và màu hồng luôn. Chứ chỉ có 99 ngàn cái bộ này. Rồi ai lấy màu gì mình chốt lên màu đó giùm em nha. 99 ngàn bộ baby doll này. Rất đẹp luôn nha mấy chị ơi. 40 đến tầm 55 kg rồi mình mặc ok vừa. Màu hồng. Hồng dễ thương. Bộ này màu hồng, còn bé màu hồng cũng hết luôn. Đẹp lắm luôn á, bộ này 99 ngàn thôi, rất là đẹp nha. Rồi chốt lên em là hồng. 99 ngàn hồng nha mấy chị ơi. Ai lấy bộ 99 ngàn, comment lên liền giúp em là bộ 99 ngàn, mình kìm màu lên giùm em luôn nha. Đó. Rồi em tua màu lần nữa rồi em que mẫu. Hồng nè, vàng. Hồng nè mấy chị, vàng nè. Hồng nha, vàng nha. Đỏ nè, và em mặc là màu đen. Và em mặc là đen nha. Rồi ai lấy màu thì mình chốt màu đỏ luôn giúp em. Giá là 99 ngàn một bộ thôi nha. Ở sau lưng thun, ở trước là lưng bảng. Rồi em que mẫu.
Bigly này là em còn màu màu kem với lại màu đen mà chỉ còn size L thôi nha. Giá
29.000 giùm em nha. 40 cái tầm 57 58 cái em vừa. Rất là co giãn luôn nha chị ơi. Cắt liền 99 luôn. Body đen 89.000 cái tầm này. Khung rất là co giãn và dày dặn nha mấy chị ơi. 40 cái tầm 57 58 cái mặt ok vừa đầm body đen. Em có màu luôn nha. Đầm body nó xỉ một bên nè mấy chị ơi. Đó nó có xỉ một bên giúp em nha. Giá là 89.000 một đầm. Mẫu này em có màu em mặc là màu đen. Màu em mặc là màu đen nha. Màu xanh. 89.000 một đầm. Màu đen nè, màu xanh nè. Màu này là màu hồng. Đen, xanh, hồng, vải rất là mịn, rất là mượt. Chốt rất là đẹp luôn, dày dặn, co giãn. 89.000 một đầm nha. Chốt em body 89.000 tìm màu. Rồi màu này là màu tím luôn. Màu tím. Tím. Màu nâu. Và màu kem đất nữa nha mấy chị ơi. Tím, nâu, kem đất. Giá là 89.000 một đầm nha. Lấy đầm này chốt em là đầm tìm màu. Kem đất luôn em nha mấy chị ơi. 89.000 một đầm từ 40kg đến tầm 57-58kg mấy chị mặc ok vừa cái đầm này. Chất rất là dày dặn, rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. 89.000 thôi có xỉ. Rồi màu đen giùm em nè. Đen, kem. Đen, kem nè. Kẹo phôi sữa. Tím. Màu hồng sen. Rồi màu xanh minh giùm em nha. Đó có tổng cộng bao nhiêu màu này. Ai lấy màu gì mình chốt màu đó là giúp em nha. Áo này giá là 99.000. 99.000 giúp em nha mấy chị ơi. Đó, áo khoác nhẹ nhẹ. 99.000 em có màu màu nâu nè, màu trắng nè với lại màu kem luôn, ba màu. Nâu, trắng, kem, ba màu áo khoác len nè. Khoác này khoác nhẹ thôi, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn nha. Đó, 99.000 một áo này. Chị nào lấy màu gì mình chốt lên màu đó em đi nha. 99.000, khoác này beo dễ thương luôn. Khóc nhẹ nhẹ rất là dễ phối đồ nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Rồi áo này em có màu nâu, màu trắng và màu kem luôn nha. Ba màu 99.000. Ai lấy khóc 99 chốt em là khóc 99.000 kìm màu. Nâu nha. Đây, màu này là màu nâu. Chị khóc nhẹ mấy chị khóc kiểu sao cũng được. Nâu. Rồi trắng khóc này em còn ít nè. Nâu nè, trắng nè nha mấy chị ơi. Nâu, trắng, kem. Đó, màu trắng giùm em nha, khóc nhẹ beo cưng luôn, giá là 99.000. Màu này màu trắng giùm em nha, nâu trắng nè. Và màu kem, ba màu 99.000. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó lên nha. Kem luôn mấy chị ơi, màu kem. Rồi 99.000 màu kem lên giùm em nha. Màu kem. Rồi nâu trắng kim ba màu giá là 99.000 một áo khoác. Chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó lên giùm em nha. Đầm là 89, áo khoác là 99.000. Chị Mai Phương Nguyễn màu kim. Xong còn đúng không? Chị Mai Phương Nguyễn màu kim. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Áo này free size rồi, 40kg đến 60, 65 cái gì vừa hết luôn nha. Ok chị Mai Phương dùng thêm like. À, vô với Mai Dung. Mai Dung là cái chị lấy cái áo trắng rút á. Áo trắng rút. Rồi ai lấy màu gì nữa chốt màu đó giúp em nha. Hàng này free size nè. 40kg đến 60, 65 cái mặt ok vừa hết luôn. Bên em là chủng hàng của nó luôn nha. Mà giá chỉ có 99.000. Kim trắng nâu ba màu giúp em nha. Ai lấy màu gì chốt màu đó nha mấy chị ơi. Màu kim chị Ngọc Trâm màu kim. Chị Ngọc Trâm màu kim. Rồi còn trắng còn nâu. Còn trắng còn nâu nha mấy chị ơi. Chị Ngọc Trâm dồn. Em còn trắng còn nâu. Rồi ai lấy mình chốt lên giúp em nha. Còn trắng còn nâu mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp luôn. Khóc nhẹ nhẹ. Khóc xe cũng xinh hết. Màu em. Đó em đang khóc màu này là màu nâu nha. Màu nâu. Rồi về màu trắng. Hai màu đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Dễ thương cực kỳ nha. 40kg đến 60, 65 cái vừa hết. Rồi ai lấy màu về chốt màu đó giùm em. Còn trắng còn nâu hai màu. Còn trắng còn nâu hai màu nha mấy chị ơi. Em gần hết áo này rồi, áo này còn một hai cái nè. Chị lấy béo lên giùm em nha. 99.000.
màu đen đâu chị, kim cương lấy đầm đen hả chị? Lấy đầm yên mặt màu đen thì ok lên giúp em nha. Đầm yên mặt là 89 ngàn. Đầm yên mặt 40 kg đến 57-58 kg em vừa, giá là 89 ngàn nha chị. Rồi nơ trắng 85 ngàn, 40 kg tầm 53-54 kg em vừa. Áo nơ, chốt em là áo nơ 85 ngàn áo nơ. Ngon, cắm sạc dự phòng vô chị. Bút ra cắm vô. Chị kim cương lấy đầm body đen thì ok lên giúp em nha chị. Rồi áo nơ này 40 kg tầm 53-54 kg men vừa. Da này có điều chỉnh keo thấp luôn nha. Phía sau là cài nút nè. Mẹ ngon à. Phía sau là cài nút giúp em nha, cài nút lại. Vải rất là đẹp luôn. 85 ngàn, chúc em nơ trắng 85 ngàn nơ trắng. Rồi nơ trắng 85 ngàn nơ trắng nha mấy chị ơi. Ai lấy nơ trắng mình chốt lên giúp em nha. Rồi nơ trắng 85 ngàn nơ trắng.
chị Nguyễn Mỹ An thôi. Ngồi đầm beo 1-15 giùm em nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết. Đầm beo phom suông, đầm thun beo phom suông 1-15 nha mấy chị ơi. Ai lấy này chú em beo nha, 1-15 beo. Rồi
Quỳnh Như quần S75 vậy rồi ok chị Quỳnh Như. Xanh. Rồi này chú này thổ cẩm màu xanh.
chính thôi, rất là vĩ và rất là đẹp luôn á. Rồi đây nha mấy chị ơi, màu yến là 129 cổ yến màu vàng đây nha. Rồi ai lấy dung 129 chốt em là dung 129 tiền màu. Rồi dung 129 tiền màu nha. Nhưng mà có gì đặt nó sợ rộng chậm thôi nha.
Rồi áo mặc 75, chỉnh là áo 75 chốt lên giúp em nè. 40kg đến 60kg thì em vừa luôn nha. Áo này nó là dạng form giấu quần. Đây hàng rất là xinh và rất là đẹp luôn. 75.000 còn đúng 2 cái. À đây áo 75 mình chốt lên giúp em nha. Áo 75.000. Áo 75 nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg thì em vừa luôn. Đừng ngố không quen mặt size gì nữa. Ngố đen á. Rồi áo này giá là 65.000. Chốt em áo 65 nha, 40kg đến 60kg men vừa. Ai là áo 65 chốt là như em là áo 65.000. 40kg đến 60kg mặc vừa nha. Áo 65 40kg đến 60kg men vừa. Chốt là em là áo 65.000 áo này. Mặc lên dễ thương lắm đó mấy chị ơi. Áo mặc 75, áo cạnh 65. Quần ngố em đang còn quần ngố là 99.000. Vải tuyết mưa dày dặn rất là đẹp luôn nha. Ngố này đang còn size